Sau khi nghỉ lễ 30 tháng 4 thì nhà em lại về chật kín cửa hàng rồi. Đây, cửa hàng hiện tại thì còn rất nhiều xe cho quý anh chị lựa chọn. Mấy chiếc xe Sunny này có giá trên 300 triệu một chút, 320 triệu có thương lượng. Sản xuất 2017 đăng ký 18 này, bản XV bản cao nhất này. Nếu quý anh chị muốn lựa chọn một chiếc xe 7 chỗ gia đình thì đây. Trước mặt em đây là chiếc Toyota Innova. Có màu vàng cát. Chiếc xe này thì là một chủ từ đầu, sản xuất 2015. Số tự động nên là không chạy dịch vụ nhé. Máy móc theo chỉ thì yên tâm là zin 100% luôn. Vô lăng củ số rất là mới, rất là đẹp. Thì chiếc xe này nó là bản G ấy, bản 8 chỗ. Nên không phải bản 7 chỗ đâu ạ. Nếu quý anh chị không để ý thì sẽ phải mua gọi bản V. Bản V nó là bản 7 chỗ. Xe form mới rồi, bánh phay rồi, rất là đẹp. Máy móc theo chị thì em cam kết nguyên zin. Quý anh chị có thể mang đi check kẹp. Để mang đi check kẹp ở đâu cũng được. Con này nó là biển Hà Nội. Em đã cho rút hồ sơ nên nó không còn biển đây nữa. Đây là phần bong máy nhé. Xe rất là mới, rất là đẹp. Cam kết nguyên zin 100%. Quý anh chị mang check kép ở đâu cũng được. Lỗ em trả lại tiền cho quý anh chị. Zin từ nắp tầng cò luôn. Xe biển Hà Nội nên là nó đi tới những cái cung đường nó đẹp, nó không bị ở những cung đường xấu với cả leo đùi đâu. Đùi lên xe rất là chất, rất là đẹp. Cầm bẻ ok, không phải như những xe ở những cái vùng biển. Chẳng hạn thì xe nó sẽ không được đẹp. Máy móc keo chỉ nguyên zin hết. Đăng kiểm thì còn dài, còn sang năm mới hết đăng kiểm thôi. Xe rất là đẹp, zin hết. Keo chỉ máy móc zin hết 100% luôn. Không chạy một dịch vụ ngày nào mà tên tư nhân, một chủ từ mới, chạy hơn 8 vạn km. Xe rất là mới. Trần nỉ cực kỳ đẹp, rất là rộng rãi. Có vẻ hơi chặt, em không quay được. Nhưng cam kết là nguyên zin. Hiện tại thì em đang bày bán chiếc xe này tại số 95 Trần Công Giai, ngay cạnh công viên Cầu Giấy. Quý anh chị quan tâm thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại là 0969 46 121, giá em bán là 420 triệu. Em xin cảm ơn và kết thúc video ở đây.